À, thầy thầy Quốc xin kính kính chào các em. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 2 là vật liệu điện giờ dùng lắp đặt mạng điện trong nhà. Ở phần bài trước thì chúng ta đã được thầy giới thiệu về dây dẫn điện, dây dẫn điện có vỏ bọc cách điện. Như vậy hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp là phần thứ hai là dây cáp điện. Thứ nhất chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về về cấu tạo của dây. Các em quan sát hơn. Rồi, cho thầy biết là cấu tạo các phần của dây cáp, tên gọi, chất liệu làm. Phần thứ nhất là các em quan sát đây là người ta gọi nó là cái lõi. Và cái lõi này thì các em thấy là chất liệu này là làm bằng đồng và cũng có một số loại dây cáp thì cái lõi nó được làm bằng bằng nhôm nha các em. Rồi, bộ phận thứ hai là cái này. Thì bộ phận thứ hai thì người ta gọi nó là cái vỏ vỏ cách điện. Vỏ cách điện thì được làm bằng cao su hoặc là bằng nhựa PVC. Rồi, bộ phận thứ ba là cái vỏ bọc ngoài đây nè, cái phần bọc ngoài đây nè các em. Đây, này, cái dây cáp này thì nó có tới nhiều nhiều cái lớp bọc ngoài nha. Lớp này, lớp này, lớp này. Như vậy cái phần thứ ba đó người ta gọi nó là vỏ bảo vệ. Vỏ bảo vệ thì được làm bằng cao su nè. Đấy, bằng nhựa PVC nè. Đó. Hoặc là băng kim loại. Đối với dây cáp này thì nó được làm bằng cái băng kim loại rồi cao su ha, bọc ngoài. Thì đó là cấu tạo của một cái loại dây cáp điện nha các em. Nội dung này chúng ta sẽ ghi bài vào tập. Và chúng ta vẽ cho thầy ở phần này thì chúng ta vẽ cho thầy cái hình hình số 9 này vào tập. Rồi chúng ta qua phần thứ hai là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sử dụng dây cáp. Đây là hình ảnh của dây cáp điện đưa vào nhà này các em. Đây hình ảnh của dây cáp điện này. Rồi có em quan sát rồi trả lời cho thầy cái câu hỏi là dây cáp thường được sử dụng ở những nơi nào? Rồi, như vậy thì các em thấy nè, đây là cái phần mà dây cáp nè dẫn vào nhà. Như vậy cái mạng điện này người ta gọi là mạng điện phân phối gần nhất của ngôi nhà. Dẫn vào ngôi nhà. Và khi mà dẫn vào ngôi nhà như vậy thì nó sẽ dẫn ngay tại vị trí của cái công tơ điện. Là cái đoạn dây này là đoạn dây cáp đó các em. Rồi được trên đường dây truyền tải điện thì những cái dây này cũng là những dây cáp. Nha, và đường dây truyền tải điện thì thường thường là công suất lớn. Đường dây tải điện có công suất lớn, dòng điện lớn thì bắt buộc người ta phải dùng dây cáp, mà lúc này không thể nào dùng dây dẫn điện được, thông thường được, bởi vì lúc này dòng điện nó quá lớn, nó vượt cái khả năng tải của cái dây dẫn điện thông thường, cho nên là người ta phải sử dụng dây cáp. Như vậy chúng ta có cái sử dụng dây cáp điện như sau. Với mạng điện trong nhà, dây cáp thường dùng dẫn điện từ lưới điện phân phối gần nhất vào nhà tại công tơ điện hoặc dùng dẫn điện cho các mạng điện có công suất lớn. Chúng ta lưu ý nhớ. Có nghĩa là khi mạng điện đó mà có cái công suất lớn hay là có cái dòng điện tiêu thụ lớn á, thì các em phải dùng dây cáp vì lúc đó dây dẫn điện không còn đủ khả năng để tải nữa. Nếu ta dùng dây dẫn điện thông thường thì sẽ làm cho dây dẫn bị quá tải nha, chúng ta lưu ý và các em ghi bài nội dung này vào tập. Rồi chúng ta qua phần thứ ba là chúng ta sẽ tìm hiểu vật liệu cách điện.
Thế thì em hiểu như thế nào là một cái loại vật liệu cách điện? Rồi, các em quan sát. À, vật liệu cách điện là dùng để cách điện với các vật liệu dẫn điện trong mạng điện nhằm bảo vệ an toàn cho mạng điện và cho người sử dụng nó. À, thầy nhắc lại nha, vật liệu cách điện là sao? Vật liệu cách điện là dùng để cách điện với các vật liệu dẫn điện. À, ví dụ trong mạng điện của chúng ta, cái dây dẫn điện đó thì cái lõi nó là bằng đồng, là vật liệu dẫn điện, thì người ta phải dùng cái vật liệu cách điện là cái vỏ bọc bên ngoài để đảm bảo an toàn. À, ví dụ như vậy. À, rồi như vật liệu cách điện phải có tính chất như thế nào thì em lưu ý nè, vật liệu cách điện phải có độ cách điện cao là cái thứ nhất, phải chịu nhiệt tốt và có độ bền cơ học cao. Độ bền cơ học là sao? Có nghĩa là nó phải chịu được một cái lực tác động như thế nào đó nha. Rồi, những cái vật liệu mà cách điện mà đảm bảo được những tính chất này, thường chúng ta sẽ thấy là cao su, nhựa tổng hợp PVC, rồi thủy tinh, rồi sứ, đó là những cái vật liệu cách điện mà có những cái tính chất mà chúng ta vừa nêu. À, chúng ta thấy quan sát đây. À, một số cái đồ dùng hoặc là thiết bị điện hoặc là cái đồ bảo hộ lao động mà người ta làm bằng vật liệu cách điện. Thứ nhất ở hình này là cái ủng cao su nè các, là dùng để cho người thợ người ta mang vào để cách điện đảm bảo an toàn khi làm việc. Cái thứ hai là cái này là cái CB. Cái CB thì các em thấy cái vỏ bên ngoài nó được làm bằng bằng nhựa PVC tổng hợp nè. À, cái này là cái đuôi đèn. Cái đuôi đèn thì được làm bằng cái vỏ này nè, được làm bằng nhựa PVC tổng hợp. À, đây là cái ống dây, chỗ để nối dây dẫn điện, cái hộp nối dây nè, được làm bằng nhựa PVC. À, đây là cái vỏ cầu, cái cầu chì, cái vỏ của nó là bằng nhựa PVC. Đây là công tắc cũng là bằng nhựa PVC. Ổ điện cũng làm bằng nhựa PVC. Rồi ở dưới này là cái bảng điện cũng được làm bằng nhựa nha. Rồi, thứ hai là các em quan sát cái hình này. Cái này người ta gọi là cái gì các em biết không nè? À, những cái hình này nè. À, người ta gọi nó là cái bu ly. À, và nó được làm bằng sứ cho nên người ta gọi luôn là bu ly sứ. À, bu ly sứ để làm cái gì? Các em thấy nè. À, nó dùng để treo những cái đường dây dẫn điện ở trên nó. À, nhằm đảm để cách điện đảm bảo an toàn. Cách điện giữa những cái đường dây nha. Đây, cái mua ly sứ nè các em, người ta treo cái dây dẫn điện trên nó nè. Rồi, cái hình này cũng là cái mua ly sứ đó. Là ở một cái hình dáng khác. Được chưa? Rồi em thấy nè, cái này là thủy tinh làm bóng đèn nè các em. Đấy. À, thủy tinh này là bóng đèn này, thấy chưa? Đó. Như vậy thì các em nhớ ghi nội dung bài học ở phần này vào nha. Rồi, sau khi ghi bài xong thì các em có thể là làm câu hỏi để lấy điểm kiểm tra thường xuyên, và các em về nhà đọc trước cho thầy bài số 3 nha. Rồi, thầy xin chào các em. À, chúc các em làm bài tốt.